Vâng, và tiếp tục là em chào tất cả các bác mình đang xem video nha. Thì em lại về thêm hai con cover 1250 và BM700. Và sau đây mời các bác cùng xem độ đẹp của con. Con này là con cover BT1250 nha, một cái tên khá là đẹp. Nhưng con này cũng khá hiếm mà để có hàng về. Thì nay về được một con nha các bác. Thì đợt trước cách đây 2 tháng em có về một con và đã lên được rồi. Bác nào mình đang tìm cái con BT1250 ở phân khúc tầm tiền thì alo cho em nha. Thì tất cả những con đẩy Mỹ và cũng như em phân phối đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha. Đây là bộ ba lăng Canred của Nhật, trị giá là 300.000, đều được tặng kèm khi các bác mua đẩy công suất nha. Cover BT21250 sở hữu là công suất 1200W. Hai vô lông phía trước thiết kế gọn gàng, đặc trưng của những dòng cover và lực đánh của nó thì không như chúng ta nhìn vào cái ngoại hình của nó nha. Ngoại hình nó đơn giản gọn gàng nhưng mà quánh cực kỳ khiếp khủng nha. Còn đây là con cover BM700, con này 1300W. Hai vô lông phía trước, hàng nội địa điện 100-110. Hàng rất đẹp nha các bác. Đây, con 1250 còn cả tem luôn các bác. 1250. Con này các bác chơi bot VR thoải mái, hai cặp bot chơi những cặp full 30. Phía sau thì nó các bác sẽ thấy độ đẹp nha. 1200W điện 110. Mắt Ingwood ra, những cái hàng nội của Mỹ hết, được tín hiệu vào là có 6 ly ba lăng. Thì em sẽ kèm theo dây ba lăng hoặc là ba dây 6 ly cho các bác cắm nha. Phần trạm loa có thái độ mới đó nha, bắp chuối mỏ chim. Rồi tí nữa thì em mở bên trong để các bác cùng xem. Còn là con BM700, con này thì rất là quen thuộc, em thường phân phối cho các bác. Công suất 1300W chạy 20 sò, Motorola IP, hàng nội địa 110, đường tín hiệu đầu vào là 6 ly ba lăng, trạm loa 1300W, nội địa 100-110. Các bạn yêu thích nội địa thì alo cho em. Thì sau đây em mở bên trong và con cover BM700 là 11.500.000 nha các bác. Cover BM700 11.500.000 và con BT1250 là giá 12 nha, đắt hơn nha các bác. 1250 là 12, còn BM700 là 11.500. Rồi sau đây em đi vào mở cái nắp và cũng như là mời các bác cùng xem ruột ra. Vâng, đây là cấu hình bên trong của hai con cover. Con ba cover 700 thì nó chạy 20 sò tiếp Motorola tăng con nguồn và 4 tổ lực nguồn. Thì cơ cấu nó như thế, máy rất đẹp nha các bác. Tất cả máy là bảo hành nguyên zin hết nha, máy họ bãi về để phục vụ các bác, chưa qua tay người sử dụng chúng ta. Thì vừa rồi em cũng có một con mà lên đường cho một bác ở đâu rồi, kèm theo cặp loa với cái sub nữa. Đây là con mới về nha, nội địa điện 110. Và đây là con BT1250, con này chạy 28 sò, 20 con Toshiba xanh đen và 8 con Motorola. Đây, và đặc biệt con này nó có chế độ bật phía sau đây. Đấy, muốn quạt chạy chậm vào quạt chạy nhanh rất là hay. Gia đình thì chúng ta để chế độ quạt chạy nhẹ nhàng thôi, không có nghe gì hết. Còn các bác chơi ngoài trời thì chúng ta bật chế độ chạy nhanh và tiện lợi nha. Còn là BT1250 đẹp trai quá trừng, quá trừng là đẹp trai. Và em đây rất là ngầu. Các bác nào mình có cái phòng thiết bố trí gọn gàng thì lấy con này. Còn thích chế độ ngầu hầm hố thì chơi con này. Em này thì rỉ hơn 500, BM700 11.500.000, còn đây là 12 nha. Điểm 110, quá xịn sò. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Và số điện thoại trên 0965 77 027 và 0978 338 114. Vâng, và sau đây mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ đẹp của những con bao xanh xui em mới về. Con này là con bao xanh xui hay phách BR4023 A nha các bác. 423 thường nó sẽ không có chế độ chơi sub trên này, và đây còn A nha. Giá thì rất là tốt cho các bác, hàng thì phải là đẹp đấy. Nắp thì em mở sẵn rồi, ốc và nắp phía chơi. Đây là những con bao xanh xui của Nhật Bản, xịn trò. Điện 100V nha các bác. Xanh xui hai phách 4023A. Con này mang cấu hình là nguồn xuyến rất là mới luôn, nguồn xuyến. Và chạy là 24 sò công suất nha. Mỗi vế là 12 con, 24 sò công suất. Những con bao xanh xui này thì về hầu như là con nào cũng cực mới cho các bác luôn.
mới và đẹp bóng nhông, tăng vô xuyến là phần nguồn, phần rê và phần công suất nằm phía bên này, này phần rơ le và độ mới của nó 10.500.000. Con này các bác chơi full 30 loại nha, gọi là can đét đèn luôn. Trang bị là hai cầu loa, một cầu loa thông dụng và một cầu loa chuyên nghiệp Nutrix nha. Điện 100V, đường tín hiệu vào là ba lăng. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kèm một bộ da ba lăng hay cho các bác nha. Đây là quạt tăng nhiệt. Cực đẹp. Cái nắp nó rất là đẩy vào rất là dễ thương nha các bác. Chỉ cần đẩy vào cái khi rảnh là đẩy vào thôi. Đẩy vào bên trong. 10.500.000 bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 300.000 xịn sò để các bác kết nối từ vàng xuống nha. Nói chung là rất là mới. Hifax 4023A. Đây là phần chơi súp. Đây nút nguồn. Volume canh chỉnh, volume tổng. Đấy. Rất là xuất sắc luôn nha. Bác nào mình đang cần chơi những cần một cái bao Sansui Hifax 4023. Và thứ nhất là nghi 2 và trưng bày nó mạnh, nó 28 sò nha. 24 sò và kìm theo 4 con thúc nên là thành tính là 28. Nguồn xuyến nha, mạnh mỹ và rất là đẹp. Nghi hay và trưng bày vừa nghi vừa hát nha các. Các bác chơi hai cặp boss thì vô tư rồi, hai cặp BMB Bass 25 hoặc là chơi một cặp 30 can đét kèm theo một cặp nhỏ nhỏ nữa là ok. Giá 10.500.000 bao gồm phí ship nha các bác. Mã lưu ý đây là 4023A nha. Con A có chức năng chơi súp. Trang bị là hai cầu loa, một cầu loa thông dụng bắp chuối mở chim và một cầu loa chuyên nghiệp điện áp 100V. Rồi bác nào chốt thì alo cho em nhé. Qua hai số điện thoại trên 0978338114 hoặc là 0965770227 em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn là 10.3 triệu. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 1-2 triệu trở lên thì em ship hàng. Có thấy độ đẹp chưa? Rất là ngầu và thiết kế của những dòng Sansui thì khó bàn. Sansui thì trước sản xuất những dòng loa và âm ly, và đến những dòng đẩy này thì các bác sẽ biết chất âm của nó rồi. Dòng Hifax lâu lâu mới có hàng nha. 10.500.000 bao gồm phí ship nha các bác.